Hay mà sao mấy cái châu ở tôi áp ra thế là tôi không như vậy tôi dùng kia hầu mà trâu nó cái ấy cái giật lấy câu cái ra mê ca cái đang giật lấy câu rồi chúng mình đăng đây những cái gì lượng muốn thả ắt pẹt ở đây này tao về lấy dây thả tôi tập pẹt chờ mới nhưng thò là video nó ngay upload mùi liền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.